Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thế giới hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị, liên quan đến vụ va chạm giữa máy bay Airbus A350 của hãng hàng không quốc gia Nhật Bản và một máy bay cứu hộ của lực lượng phòng vệ trước này, hôm ngày 2 tháng 1 khiến 5 người thiệt mạng. Hôm qua Nhật Bản đã triển khai tìm kiếm thiết bị ghi âm buồng lái của máy bay thương mại Airbus A350. Nhóm gồm 6 chuyên gia của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Nhật Bản đã đến hiện trường vụ tai nạn đường băng sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo để tìm kiếm thiết bị ghi âm buồn lái máy bay Airbus A350 nhằm phục vụ công tác điều tra. Ngoài ra, Ủy ban trên cũng đã lên kế hoạch thẩm vấn thêm 7 thành viên phi hành đoàn máy bay Airbus A350 để làm rõ vụ việc. Trước đó, cơ quan này đã thẩm vấn 3 phi công và 2 thành viên phi hành đoàn. Trong vụ va chạm giữa hai máy bay xảy ra hôm ngày 2 tháng 1, Toàn bộ 379 hành khách trên máy bay Airbus A350 đã được sơ tán ra ngoài an toàn sau khi máy bay bốc cháy dữ dội. Tuy nhiên, năm thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay cánh quạt của lực lượng phòng vệ đã thiệt mạng. Các nhà khoa học Mexico đang trong quy trình hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng để đưa 5 robot tự hành do nước này sản xuất lên mặt trăng vào ngày 8 tháng 1 tới. Các robot sẽ có sứ mệnh đo đạc và lấy mẫu đất đá trên bề mặt trăng, qua đó đưa Mexico trở thành quốc gia Mỹ Latin đầu tiên trong lịch sử có đủ năng lực tự thiết kế và sản xuất các thiết bị tham gia vũ trụ. Với thiết kế hình tròn và có đường kính 12cm, chỉ nặng 57g, các robot tự hành do các nhà khoa học và 250 sinh viên Đại học Tự trị Quốc gia Mexico thiết kế sản xuất với sự cộng tác của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA Giáo sư Gustavo Medina Tanco, người đứng đầu dự án, cho biết các robot tự hành được thiết kế mô phỏng theo tập tính của loài ong, bao gồm khả năng cơ động cao, linh hoạt, sức bền và phối hợp thực hiện nhiệm vụ thông qua khả năng tự kết nối với nhau và nhận lệnh từ trạm điều khiển đặt tại trái đất. Các robot được tích hợp hệ thống biên quan năng có thể hoạt động liên tục trên mặt trăng mà không cần dừng lại để nạp năng lượng thay vì mặc ấm và mặc đẹp thì giờ đây mặc bền cũng trở thành xu hướng được quan tâm tại nhật bản lần đầu tiên ông lớn trong ngành thời trang thường ngày của nhật bản uniqlo đã mở chuyên đề về quần áo đã qua sử dụng đây là một dấu hiệu cho thấy người nhật đang ngày càng nhận thức rõ hơn về tác động môi trường to lớn của ngành thời trang đây là cửa hàng bóp ốp đầu tiên của uniqlo bán quần áo đã qua sử dụng tại tokyo nhật bản nhiều khách hàng đã bị thu hút bởi những sản phẩm cũ người mới ta này Những khách hàng đến đây đều nói với chúng tôi rằng quần áo cũ cũng là một điều tốt, vì vậy ý tưởng về sự bền vững, ý tưởng mặc quần áo càng bền càng tốt và hạn chế bỏ đi đang lan rộng trong cộng đồng tại Nhật Bản. Sự thay đổi này một phần là nhờ vào mạng internet, bên cạnh đó sau nhiều năm giảm phát, đà tăng giá đang ảnh hưởng đến ví tiền của người dân, khiến nhiều người ngày càng quan tâm hơn đến đồ đã qua sử dụng. Tôi nhận thức được khía cạnh bền vững của hoạt động này. Tôi hiểu rằng sẽ tốt hơn nếu tiêu dùng theo hướng tái chế hoặc tái sử dụng thay vì vứt bỏ. Bên cạnh Uniqlo, công ty chuyên về hàng quần áo đã qua sử dụng High Hand Street đã mở được 800 cửa hàng trên khắp Nhật Bản. Doanh số quần áo cũ được bán qua hình thức trực tuyến giữa các cá nhân với nhau, chủ yếu thông qua nền tảng Mercari cũng gia tăng. Các chuyên gia cho biết quần áo cũ của Nhật Bản rất được ưa chuộng ở Trung Quốc, và nhiều nơi khác vì người Nhật nổi tiếng với thói quen gìn giữ đồ đạc rất cẩn thận và hàng Nhật thường có chất lượng tốt. Mọi người vẫn có thể tiếp tục dùng quần áo cũ và thậm chí coi như đồ cổ, với điều kiện là các doanh nghiệp thời trang cũng sản xuất ra những sản phẩm chất lượng tốt, đủ bền khi đến tay những người dùng thứ hai hoặc thứ ba. Mặc dù vậy, hàng thời trang qua sử dụng vẫn còn một chặng đường dài để chinh phục người tiêu dùng Nhật Bản. Japan Consuming ước tính phân khúc quần áo đã qua sử dụng chưa chiếm đến 6% thị trường thời trang, trị giá 75 tỷ đô la Mỹ của nước này, dù ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây. Không đơn giản là mất một thiết bị đắt tiền, điện thoại thông minh chứa rất nhiều thông tin riêng tư và vô cùng giá trị, từ tiền, thẻ tín dụng và danh tính cá nhân của người dùng. Vì vậy mà nhiều người ví rằng việc mất điện thoại thông minh có lẽ còn tồi tệ hơn việc bị đột nhập vào nhà câu chuyện tại Mỹ là một ví dụ. Tài khoản ngân hàng bị rút hết tiền, thẻ tiến dụng bị trừ tiền, không thể truy cập vào album ảnh, danh bạ hay các tài khoản mạng xã hội. Cuộc sống số của Rehanyaz đã bị xóa sổ khi chiếc điện thoại thông minh của cô bị giật. Mọi người không tưởng tượng được hậu quả nghiêm trọng khi điện thoại bị mất và lọt vào tay kẻ gian. Mới đây nhất tại Minneapolis, cảnh sát đã bắt giữ một ban đảng chuyên trộm cắp điện thoại thông minh, cũng như đánh cắp tiền bạc và thông tin của chính chủ nhân chiếc điện thoại. Theo cảnh sát, đường dây này gồm 12 người và đã lấy đi tổng cộng 300.000 đô la Mỹ từ tài khoản của chủ nhân 40 chiếc điện thoại. Chủ nhân của chiếc điện thoại bị khóa khỏi các tài khoản của mình, mọi việc có thể xảy ra, mất thông tin, mất tiền, thậm chí còn bị lợi dụng danh tính cá nhân để lừa đảo. Theo cảnh sát, những thanh niên trẻ ở các quán bar, nhà hàng sử dụng các mẫu điện thoại thông minh giá trị cao, điển hình như iPhone Pro Series với điểm nhận biết camera ba mắt thường vào tầm ngắm của kẻ gian. Tôi có thể kiếm được 20.000 đô la Mỹ, khoảng 485 triệu đồng mỗi cuối tuần bằng cách bán iPhone và iPad ăn cấp. Chưa kể số tiền lấy được từ các ứng dụng ngân hàng, Apple Pay và các dịch vụ khác của nạn nhân giá trị của chiếc điện thoại không đơn giản là số tiền phải bỏ ra để mua mà hơn cả đó chính là thông tin dữ liệu bên trong từ những trường hợp trên người dùng điện thoại cần hết sức cảnh giác tránh lơ là khi sử dụng điện thoại nơi đông người ngoài ra sau khi bị mất điện thoại thiết bị chứa nhiều thông tin cá nhân cũng như thẻ thanh toán người dùng nên liên hệ với các ngân hàng hay các đơn vị cung cấp tài chính để ngừng ngay dịch vụ trước khi có kẻ gian kịp ra tay bản tin thế giới hôm nay của đài phát thanh truyền hình quảng nam xin được khép lại tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt